Em xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân thương của Đồ Sư Hiệu. Em xin kính chúc mọi người có một ngày thật vui bên gia đình thân thương của mình nha. Ngày hôm nay em sẽ lên cho mọi người những mã sản phẩm áo sơ mi đồng giá 180.000 cho một sản phẩm, và mọi người vẫn được nhận cái hỗ trợ giao hàng miễn phí toàn quốc nha mọi người. Khi mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái giúp em và thanh toán đúng số tiền hàng thôi. Số tiền ship bên em đã thanh toán trước cho bên vận chuyển rồi, mọi người đừng quan tâm về tiền ship nha. Số điện thoại đặt hàng thì em sẽ ghi bên phía phải góc màn hình đây. Mọi người có thể nhắn tin, gọi điện hoặc kết bạn Zalo gửi cho em cái mã của sản phẩm. Bên em sẽ tiến hành lấy thông tin, đóng gói và ship hàng đi cho mọi người trong ngày luôn. Thời gian nhận hàng chỉ từ 1 tới 3 ngày, tùy khoảng cách và tùy vùng miền. Một lưu ý, tất cả sản phẩm bên em đều được free ship toàn quốc. Rồi, em sẽ vào mã sản phẩm đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Về thông số của sản phẩm này, thông tin của sản phẩm bao gồm chiều dài của áo, chiều ngang của áo và độ rộng của vai. Em sẽ ghi một cách cực kỳ chi tiết và chính xác bên phía trái góc màn hình đây nha mọi người. Mọi người hãy chú ý những cái thông số này giúp em nha. Rồi, em sẽ vào mã đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay nha. Chúng ta có mã Y100. Em có một sản phẩm của thương hiệu Bunpo. Con này chất cốt tông cực kỳ dày nha. Con này nó là một con sơ mi nhưng với cái chất liệu cốt tông cực kỳ dày, nên mọi người nên mua để sử dụng vào thời tiết thu đông hoặc là khoác nắng nha. Bởi vì chất nó cực dày, 100% cốt tông. Con này phối màu thì cũng cực kỳ đẹp luôn. Cái lý do vì sao hôm nay em để tất cả sản phẩm của chúng ta giá 180.000 đấy, bởi vì những cái lô sơ mi này em sẽ bắt đầu em sale cho mọi người nha, sale nhẹ cho mọi người. Bởi vì trong khoảng thời gian sắp tới em sẽ về toàn bộ là hàng thu đông, ví dụ như những chiếc áo khoác gió và những chiếc áo nỉ nha. Nên còn 1-2 lô áo sơ mi nên em sẽ sale lốt cho mọi người. Mã đầu tiên Y100. Con này em quên đo rồi, đo lại cho mọi người luôn này. Mã Y100 này dài 70, ngang 52, vai là 45. Dài 70, ngang 52, vai 45. Mã Y100. Mã Y101. Em có một con sơ mi phối màu cũng cực kỳ đẹp nha. Con này chất sơ mi nhăn, form của thằng Nhật nó là cực kỳ đẹp nha. Con này chất liệu nó cực kỳ tốt này, phối màu cũng cực kỳ sang luôn, hai túi hai bên. Mã Y101 dài 72, ngang 50, vai 45. Tiếp theo Y102. Em có một con áo sơ mi kẻ sạp caro, cũng chất liệu cốt tông cực kỳ dày dặn, và đặc biệt dòng này nó đến từ thương hiệu Edwin của Nhật nha mọi người. Edwin này, nếu những người mà chơi đồ jean thì chắc chắn sẽ biết đến cái thương hiệu này. Con này phối cũng cực kỳ đẹp, độ mới cực kỳ cao nha. Tất cả sản phẩm áo sơ mi của bên em cam kết có độ mới cực kỳ cao cho mọi người luôn. Con này size L. Y102 dài 70, ngang 52, vai 45. Phối cực kỳ đẹp luôn. Con này chất cũng khá là dày, mọi người mặc vào thời tiết thu đông hoặc là khoác nắng thì nó sẽ rất phù hợp nha. Y103. Em tiếp tục có một con sơ mi cốt tông 100%. Con này cực kỳ dày nha. Con này dày gấp đôi ba con này và nó nặng trên 1 kg. Nó giống như một chiếc áo khoác luôn, nhưng nó làm từ chất liệu cốt tông và form nó như một con áo sơ mi nha. Con này mọi người khoác vào thời tiết thu đông cũng cực kỳ đẹp này. Nó vừa thời trang và cái chất liệu cốt tông của nó cực kỳ thoải mái luôn. Y103 dài 70, ngang 57-58 này, vai là 50 luôn. Con này cũng khá rộng đấy. Con này khá rộng, anh em nào mà 75 cho tới 80 kg mặc vừa này. Mọi người lưu ý nhé, tất cả thông tin, thông số của sản phẩm em sẽ ghi một cách cực kỳ chi tiết ở đây này, mọi người chú ý giúp em này. Tiếp theo em có mã Y104. Y104 thì em có một sản phẩm của thương hiệu Uniqlo Nhật. Con này chất liệu bằng nhung nha, con này màu nâu và độ mới thì trên 95% luôn. Những cái dòng sơ mi mà chất nhung mà đặc biệt của thằng Uniqlo này thì hàng nó càng ngày một hiếm nha. Hàng chính hãng của Uniqlo Nhật, hai túi hai bên, phối màu nâu cực kỳ đẹp luôn. Con này độ mới cực cao nha. Màu này cực kỳ hiếm. Dài 74-75. Ngang 50. Vai 45. Quá đẹp. Y105. Thì em có một sản phẩm
của tôm short, con này cũng chất cốt tôm cực kỳ dày. Con này mọi người chỉ mặc vào thời tiết thu đông hoặc khoác nắng thôi nha mọi người. Mọi người lưu ý giúp em cái thông tin này, bởi vì chất nó dày như một chiếc áo khoác luôn á. Cốt tôm 100%. Con này được made in China, nó là thằng tôm short của Mỹ nhưng mà được gia công và sản xuất tại Trung Quốc nha. Mã Y105, dài 72 ngang 58, vai 52. Size cũng khá là lớn, 75 cho tới 82 kg mặc thoải mái. Y106 thì em có một sản phẩm áo sơ mi cả caro của thằng Convert, một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Convert nha. Y106 dài 75 ngang 60 vai 55, một con sọc kẻ caro của thương hiệu Convert, nó là hàng chính hãng của Convert nha. Có thể mọi người nhìn thấy những cái sản phẩm nó hơi nhăn một chút nhưng mọi người thông cảm giúp em nha, hàng đồ si, đồ second hand nó ép kiện trong một khoảng thời gian rất là lâu nên vải nó hơi nhăn một chút, cái này mọi người về xử lý lại một lần là nó sẽ phẳng như một chiếc áo mới rồi, không có gì nghiêm trọng. Dài 75 ngang 60 vai 55. Tiếp theo em có mã Y107, vẫn là một con chất liệu cốt tông 100% của thằng Uniqlo, con này cũng cực kỳ dày nha. Con này mọi người mặc vào thời tiết thu đông giúp em nha, hoặc khoác nắng, Uniqlo chính hãng này, bởi vì chất nó cốt tông cực kỳ dày nha. Con này cúc phụ vẫn còn nguyên rồi, dài 70 ngang 52 vai 45. Mã Y107 Y108 này, em có một con sơ mi xanh rêu, con này chất cốt tông nhưng mà nó pha nhung ấy, nên cái chất của nó cực kỳ mịn và mềm nha. Con này thì độ mới hoàn hảo luôn, màu xanh rêu cực kỳ đẹp luôn, tem mạc đầy đủ nha. Con này chất nó đẹp lắm nha mọi người, nó rất là mịn. Dài 71 ngang 55 vai 50. Mã cuối cùng, mã Y109. Em có một con sơ mi pha lụa này, con này chất chất pha lụa nên mọi người nhìn thấy này, vải nó cực kỳ mượt nha. Vải nó cực kỳ mượt, những cái dòng như thế này mọi người mặc lên người ấy, cảm giác nó cực kỳ thoải mái luôn. Con này cổ trụ. Con này cổ trụ. Y109 dài 70 ngang 50 vai 45. Đây. Sản phẩm cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay nha. Em xin nhắc lại nha, tất cả sản phẩm ngày hôm nay có mức bán đồng giá 180.000 cho một sản phẩm ạ. Và có lẽ trong ngày mai hoặc ngày mốt thì em sẽ lên nốt những cái mã sơ mi còn lại và cũng sale cho mọi người với cái giá nó thấp một chút. Được. Nó sẽ giá cực kỳ tốt nha mọi người. Và đặc biệt vào thời gian tới em sẽ tập trung em về hàng phục vụ thời tiết thu đông nha, như những chiếc áo nỉ của Nike Adidas này, hoặc những chiếc áo khoác gió thể thao 100% là hiệu nha mọi người, 90% là sẽ có những cái thương hiệu như Nike và Adidas. Rồi, em xin cảm ơn mọi người và kính chúc mọi người một ngày thật vui bên gia đình nha.